đang có quý vị Phật tử tụ tập thiền định. Đây là khu dành cho quý thầy. Phòng thiền cho quý thầy. Đây là các cái poster nói về cuộc đời của Đức Phật. Ngoài chánh điện thì có giảng đường cũng rất là lớn. Đó là nơi các thầy giảng pháp cho quý Phật tử. Hiện tại thì đang có thầy Rinpoche từ cái Đại học Longchen ở bên Ấn Độ đó, thầy sáng lập, thầy là người Tibet đó, nhưng mà thầy qua bên Ấn Độ thầy lập cái viện Phật học, thì thầy đang ở đây giảng pháp cho các đệ tử mỗi hàng cuối tuần. Giảng đường cũng rất là lớn. Thì sáng nay là vừa có lớp thiền xong. Bây giờ là sẽ thầy làm gì á? Dạ đang livestream. Dạ. 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 Đây là sẽ giới thiệu nơi nhà ăn. Dạ. Yeah. Dạ chưa, dạ được rồi. Yeah.
Đây là nơi quý Phật tử sau khi có học lớp Pháp hoặc là thiền thì sẽ đến dùng bữa trưa hoặc bữa tối. Đây cũng rất là rộng. Đây là nhà bếp. Dạ. Nhà bếp nơi các chị trong ban ẩm thực nấu ăn và phục vụ cơm nước cho quý Phật tử và quý thầy và quý Phật tử. Thì đại khái là vậy. Yeah. Niệm Phật đường rất là rộng, rất là yên tĩnh và an lạc. Khuôn viên sân cũng rất là đẹp với rất nhiều cây xanh. Bãi đậu xe cũng rất là lớn. Dạ rồi. Dạ. Dạ có. Dạ. Vậy rồi. Đi vòng hết rồi. Dạ. Ủa, cũng có người coi đồng quá à. Đây nè. Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật kiệt rảnh xuống chùa chơi. Thì tháng Chủ nhật thì cũng có một số Phật tử ở đây. Thì nói về cái ngôi chùa này thì hôm qua cái clip hôm qua thì có nói sơ. Chùa này thành lập năm 2008. Tới giờ cũng còn hoạt động. Chùa này nhiều kỷ niệm lắm. Thầy cũng những vị thầy rất là khác thường nữa. Đi vô ra. Cho nên hiện giờ chùa này không có chủ trì tu mật tông là phải mấy thầy Tây Tạng ở bên Ấn Độ qua dạy về mật tông. Có mấy thầy đọc kinh, như có bàn thờ vong linh thì mấy thầy đọc kinh, rồi có ngồi thiền đó. Đây chùa này, chùa Phi Minh không có chủ trì, cũng không phải gì môn phái nào. Một chút thì sẽ livestream trên núi Thiên Long Sơn nữa. Kể về chùa này đó, ngày xưa đó, nó là một cái hãng điện tử. Nó hãng tên là Wintech. Và thời đó đâu có biết hãng Wintech làm gì. Nó làm về kỹ nghệ chip. Nó làm về kỹ nghệ chip. Rồi cái có một lần khoảng năm 90 á, rồi bị cướp. Trong đó đó có một cái người, một cái thằng đó tên là Choi Jin gì đó, người Tàu. Nó bị què trứng chạy không kịp. Xong cái nó bị mấy thằng cướp, mà mấy thằng cướp người Việt Nam nha. Rồi cảnh từ ở trong cái building trong này chạy dài tới chỗ cái cây tuốt đặng á. Cái bắn người ta chết tại chỗ chiếc xe đó, xe trắng đó, chết ngay chỗ xe trắng đằng đó đó. Xong lúc đó đến năm mấy ta, đến năm năm 2005 kiệt mua ở building này, thời đó khoảng 6.8 triệu. Xong lúc đó kiệt có chiếc xe RV là giống như cái mobile home, ngủ đây mà ngủ con mình nè. Tối lại nghe cái tiếng chân đi cấp 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 răm 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 vậy đó. Anh này đang livestream luôn, kể bà con nghe, đang đi mà ngủ mà không ở ban đêm, ai đâu mà đi xung quanh xe mình. Rồi cứ làm vậy hoài đó, nó đi vòng vòng chiếc xe RV. Cái mấy lần cái việc mới nằm mơ cái thấy hòa thượng tiên quá, ổng vẫn bay đi vòng vòng trời á. Rồi từ đó kiệt mới biết chỗ này linh thiêng, thì thành ra mở cái chùa. Rồi lúc mở cái chùa, vợ bà rất là không đồng ý của tài sản chung. Bà hay chạy chiếc xe vào đây nè, cái bà kêu mấy thầy ra, mấy Phật tử ra, bà hành hạ tinh thần. Mà bà làm vậy đâu cả năm, cái cuối cùng bà chịu không nổi. Cái bà bye bye, thì chia tài sản ra, thì giữ được cái building này, thì tới ngày hôm nay.
Thì đó là cái lịch sử sơ sơ về làm sao có được cái nơi này để cho tu tập. Thì nó đánh đổi một cái gia đình rất là giàu có, hạnh phúc, mà có thằng chồng hơi hơi lạ, tiền không biết xài, bãi biển không biết nằm, thích mở chùa không, cho nên bị mất vợ. Đây có mấy anh em làm chứng. Đó là chuyện hồi xưa. Còn đó là 2008. Còn chuyện thời nay, sau khi đó thì thầy Hồng Lai có diễn đây 3 tháng. Nhưng mà vô đây thì tất cả những vị nào về chùa này mà để dẫn chúng ở vùng Freeman này, vùng Bắc Cali, San Jose mà tu không đàng hoàng thì đều bị mấy ngài hộ pháp đuổi ra. Chứ còn mình chỉ cúng dường thôi. Mà mỗi một vị thầy đi á, là cái đầu rối kiệt bị chai, là tại vì phải lại Phật tử. Tại vì ông thầy cứ đổi thừa mình không à. Nhưng mà đâu phải vậy đâu. Rồi cũng một lần quan ức, đó là cũng năm 2008, có duyên được 3 tháng với thầy ông Lai. Rồi sau đó chùa này đến khoảng cả năm trời không có chủ trì. Thì lúc đó cái này nó giống như sáng cái hãng kiệt thì gần đây cách đây 5 phút. Thì phải mở cửa ở đây, rồi đọc kinh Lăng Nghiêm, rồi cho bà con vô đọc kinh, rồi dọn dẹp chùa. Rồi bên kia nó giống như hai cái business, hai cái cơ sở vậy đó. Thì thời gian đó cũng kéo dài cả năm, cũng như làm hai chớp phải không? Một chớp đọc kinh gõ mỏ, một chớp làm president, CEO, hai chớp. Đến khi mà thỉnh được Hòa Thượng Thái Siêu với thầy Nguyên Đạt ở dưới LA về chùa gì ta, chùa Bảo gì đó. Bảo Tịnh hả? Có thầy Nguyên Đạt. Thầy Nguyên Đạt á, có cái chùa bự ở dưới San Diego á, mà có tượng Phật bự. Thì lúc đó thỉnh được Hòa Thượng Thái Siêu về. Tại lúc đó Hòa Thượng Thái Siêu á, thì đang nấu bếp cho Hòa Thượng Nguyên Đạt. Nhưng mà ổng là nhân tài nằm lá ủ. Cho nên khi thỉnh Hòa Thượng Thái Siêu về đây, thì trong những năm đầu, từ năm đó, năm 2009 và cho tới năm 2018 thì mọi chuyện rất là im xuôi, không có gì hết. Nhưng mà sau đó thì lại có biến động. Tại cuộc đời nó phải có sôi động mới vui phải không? Thì khi có biến động thì cũng hết duyên rồi, sư phụ đi thì cái đầu gối này cũng chai nữa, bị Phật tử chửi, nói đuổi thầy hay gì đâu. Phật con không có đuổi ai hết, mà cũng không cần phải giải thích. Nếu mà giải thích thì thôi, mình đã bị hàm oan gần mấy chục năm rồi, không cần phải giải thích. Nên là tới đây thì nhiều người cũng hiểu. Thì Phật tử chùa này á, tu với mình có chục năm, nhưng mà ngược lại quay mũi súng chỉ lại mình không à. Cho nên bây giờ mấy bà thấy quay phim mấy bà trốn hết trơn rồi. Hay còn bà này ở đây nè, từ đầu tới cuối nè, chị nói lên đi. Chị có kinh nghiệm gì ở đây? Ăn nghe qua chị nghĩ đây. Đây nè. Bảy ở đây ngày nào tới ngày nào? Không, từ năm nào chị ở đây? Là cũng từ đầu phải không? Rồi tới ngày hôm nay là 2021, là 13 năm từ đầu tới cuối. Có kinh nghiệm gì chia sẻ? Kinh nghiệm chia sẻ là ở đây lớn có lúc đông, lúc vắng, lúc thì sơn tụ, có lúc thì lại bơi đi. Không có đều giống như ngày xưa nữa. Là ai cái mà quay người đó? Quay chỉ đi. Nhưng mà cuối cùng á, mỗi lần một vị thầy bị mấy vị hộ pháp đuổi đi á, bảy có bị chửi không? Hay là Kiệt bị chửi không à? Tại vì anh Kiệt là làm lớn nên mới bị. Hay là bảy thì là người thấp hèn. Có 170 thao à, đâu có lớn đâu. Đâu có bao giờ. Không mà em hỏi là hai ai?